Rất vui được gặp lại quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Năng lượng xanh phát sóng trên kênh VTV8, Đài truyền hình Việt Nam. Thưa quý vị, năng lượng gió ngoài khơi đã trở thành một phần không thể thiếu trong quá trình chuyển đổi xanh trên toàn thế giới và đã trở nên cạnh tranh hơn về chi phí chỉ trong một thời gian ngắn. Và sự đổi mới và tính hiệu quả đã giúp giảm chi phí hơn 60% chỉ trong thập kỷ qua. Và câu chuyện bắt đầu ở Đan Mạch, nơi mà năng lượng gió ngoài khơi không chỉ làm giảm năng lượng khí thải carbon dioxide mà còn góp phần tạo ra việc làm mới và tăng trưởng trên khắp đất nước. Để hiểu rõ về câu chuyện này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu ở phần sau của chương trình. Còn bây giờ sẽ là những thông tin năng lượng nổi bật trong tuần vừa qua. Theo Bộ Tài chính, tại Việt Nam, mặt hàng xăng thuộc đối tượng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt từ năm 1995. Xăng là nguyên liệu gốc hóa thạch không tái tạo và cần phải sử dụng tiết kiệm. Bên cạnh đó, trong bối cảnh ô nhiễm môi trường, biến đổi khí hậu đang là vấn đề toàn cầu, cam kết của chính phủ Việt Nam tại Hội nghị COP26 về đạt mức phát thải ròng bằng không vào năm 2050, cùng với các giải pháp khác, thì việc quy định thu thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng như hiện nay là phù hợp thông lệ quốc tế, góp phần giảm phát thải và bảo vệ môi trường. Theo số liệu thống kê của Tập đoàn Điện lực Việt Nam, trong năm 2022 vừa qua, trên toàn quốc đã xảy ra 79 vụ tai nạn điện do người dân vi phạm hành lang bảo vệ an toàn lưới điện cao áp, làm 30 người chết, 65 người bị thương. Các vụ tai nạn điện xảy ra do một số nguyên nhân chính như thi công xây dựng, lắp đặt thiết bị, công trình, nhà ở, phương tiện giao thông, trời cột điện, bắn pháo sợi kim tuyến hoặc thải diều và các nguyên nhân khác. Trước tình trạng vẫn còn nhiều tai nạn điện trong cộng đồng do vi phạm hành lang an toàn lưới điện, Tập đoàn Điện lực Việt Nam tiếp tục khuyến cáo người dân về an toàn điện. Nhân kỷ niệm 113 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ mùng 8 tháng 3 và 1983 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng, chiều ngày 6 tháng 3, Ban Nữ Công Công ty Điện lực Quảng Nam đã tổ chức chương trình Tiếp Sức Đến Trường. Chương trình trao tặng 10 xe đạp, mỗi chiếc trị giá 1,5 triệu đồng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, học giỏi tại trường tiểu học và trung học cơ sở Trần Cao Vân, xã miền núi Thăng Phước, huyện Hiệp Đức, nhằm tạo thêm điều kiện và động lực để các em tiếp tục vượt khó vươn lên trong học tập. Đây là tấm lòng từ sự tự nguyện đóng góp của hơn 80 nữ cán bộ công nhân viên Công ty Điện lực Quảng Nam. Giá trị quà tặng tuy nhỏ nhưng thể hiện sự quan tâm, chia sẻ của chị em ngành điện đối với những hoàn cảnh khó khăn trong cộng đồng nhân dịp kỷ niệm Ngày Quốc tế Phụ nữ mùng 8 tháng 3. Trong khuôn khổ chương trình tháng 3 biên giới năm 2023 được Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tổ chức tại cuộc mốc 605 đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Lao Bảo, Đoàn Thanh niên Công ty Điện lực Quảng Trị đã trao tặng công trình thanh niên thắp sáng đường biên cho thôn Bản 1, xã Thuận, huyện Hướng Hóa. Công trình có trị giá 50 triệu đồng do tuổi trẻ Công ty Điện lực Quảng Trị xây dựng. Công trình gồm 18 vị trí đèn năng lượng mặt trời, chiếu sáng 1 km đường giao thông. Đây là công trình nhằm phát huy vai trò xung kích tình nguyện của tuổi trẻ trong hoạt động chung tay xây dựng nông thôn mới. Công trình thanh niên này hoàn thành sẽ giúp người dân thuận tiện đi lại và đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn. Cơ quan năng lượng quốc tế IEA mới đây cho biết, Trung Quốc sẽ chiếm gần 50% mức tăng nhu cầu dầu thô trong năm 2023 sau khi nước này nới lỏng các biện pháp kiềm chế dịch COVID-19. Tuy nhiên, việc tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ OPEC và các nước đồng minh hay còn gọi là OPEC cộng hạn chế sản xuất có thể gây ra sự thiếu hụt nguồn cung trong nửa cuối năm. Trong báo cáo dầu hàng tháng, cơ quan có trụ sở tại Paris này cho biết nguồn cung từ OPEC cộng dự kiến sẽ giảm do Nga đang chịu sức ép từ các lệnh trừng phạt của phương Tây. Nguồn cung dầu thế giới có thể sẽ vượt nhu cầu trong nửa đầu năm 2023, nhưng cán cân này có thể nhanh chóng chuyển sang thâm hụt khi nhu cầu phục hồi và nguồn cung dầu từ Nga thắt chặt. IEA nhận thấy nhu cầu dầu có thể tăng 2 triệu thùng một ngày trong năm 2023, trong đó Trung Quốc chiếm 900.000 thùng một ngày. Con số này tăng 100.000 thùng một ngày so với dự báo của tháng trước, lên mức kỷ lục 101,9 triệu thùng một ngày. Các quốc gia châu Âu đến nay đã chi gần 800 tỷ euro, tương đương 854 tỷ đô la Mỹ để hỗ trợ các hộ gia đình và doanh nghiệp chi trả hóa đơn năng lượng tăng vọt. Các nhà nghiên cứu tại tổ chức tư vấn Vulcan có trụ sở ở Brussels, Bỉ đã đưa ra con số trên trong báo cáo công bố mới đây, đồng thời kêu gọi các quốc gia chi tiêu có mục đích hơn nhằm ứng phó với cuộc khủng hoảng năng lượng. Theo Vulcan, kể từ tháng 9 năm 2021, các quốc gia thuộc Liên minh châu Âu đã phân bổ
hoặc có kế hoạch phân bổ tổng cộng 681 tỷ euro để giúp giảm bớt gánh nặng chi phí cho người dân và doanh nghiệp. Trong khi đó, Anh chi 103 tỷ euro và Na Uy chi 81 tỷ euro. Như vậy, các quốc gia châu Âu chi tổng cộng 792 tỷ euro để giải quyết bài toán năng lượng, tăng so với mức 706 tỷ euro trong báo cáo đánh giá gần đây nhất của Bruegel công bố vào tháng 11 năm 2022, khi các nước chật vật vượt qua mùa đông trong bối cảnh Nga cắt hầu hết nguồn cung khí đốt cho châu Âu. Ở những khu vực vùng sâu, vùng xa, việc phát triển điện lưới hết sức vất vả bởi địa hình hiểm trở, cơ sở vật chất còn nhiều khó khăn. Tuy nhiên, trong những năm qua, với sự nỗ lực của Công ty Điện lực Bình Định, nhiều khu vực dân cư đã được đầu tư đường dây đạt chuẩn, tránh tình trạng mắc nối các đường dây tạm bợ, không đảm bảo an toàn. Trước đây, theo phản ánh của các hộ dân ở xóm Sơn Lâm Nam, thôn Hội Sơn, xã Cát Sơn, huyện Phù Cát, phải sử dụng nguồn điện chập chờn và thiếu an toàn do đường dây sau công tơ của các hộ dân bị xuống cấp. Điện lực Bình Định đã chỉ đạo Điện lực Phù Cát kiểm tra, khảo sát thực tế, đồng thời lên kế hoạch sửa chữa, nâng cấp lưới điện, đảm bảo cấp điện ổn định, an toàn cho khách hàng. Trước đây hầu 1999 là điện có là từ trên xóm Sơn Lâm Bách, là từ xóm Lâm Nam là phải kéo đường dây nhỏ trong tụ tri, kéo qua đường ruộng, bà con coi như sinh hoạt rất là khó khăn, điện đài rất là yếu. Hiện nay nói chung là mới kéo đường trụ đây là bà con mới điện đài mới thoải mái được, sinh hoạt nó thoải mái hơn mọi năm. Để sớm khắc phục, đơn vị đã phối hợp với Ủy ban Nhân dân xã Cát Sơn tính toán phương án đầu tư nâng cấp sửa chữa, lên kế hoạch lập dự toán vốn, báo cáo Tổng Công ty Điện lực Miền Trung xem xét bố trí vốn đầu tư. Sau hơn một tháng thi công, Điện lực Phù Cát đã tổ chức nghiệm thu, đóng điện thành công, đưa vào vận hành công trình đường dây 22 kV và trạm biến áp Sơn Lâm 100 kV A, cấp điện cho phụ tải tại thôn Hội Sơn, xã Cát Sơn, huyện Phù Cát. Công trình nâng cấp sửa chữa các hạng mục lưới điện gồm 4 cột điện và đường dây trung thế 22 kV dài 200 m, một trạm biến áp 100 kV A, 20 cột điện và đường dây hạ thế với chiều dài 900 m do ngành điện đầu tư với tổng kinh phí hơn 1 tỷ đồng. Địa bàn Phù Cát rất là rộng. Đặc biệt là các cái vùng núi dân cư là thưa thớt. Nhưng mà điện lực cũng rất là ưu tiên, rất quan tâm đến bà con để mà đảm bảo cung cấp điện an toàn liên tục để bà con sử dụng trong cái dịp Tết. Với sự quan tâm chỉ đạo sâu sắc kịp thời của lãnh đạo công ty, sự phối hợp tốt với các đơn vị trực thuộc, công trình đã hoàn thành, được đưa vào vận hành đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng trước Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, đảm bảo phục vụ điện an toàn ổn định cho người dân. Điện gió đang được phát triển mạnh mẽ trên toàn cầu. Trung Quốc có số lượng tua bin gió nhiều nhất thế giới, tiếp theo là Mỹ, Đức và Ấn Độ. Tuy nhiên, điện gió cũng có nhiều nhược điểm, đơn cử là không phải lúc nào trời cũng có gió. Và các tua bin phải được đặt ở đâu đó, nhưng thay vì dựng lên trên các cánh đồng và khu rừng, mà rất có thể gây ảnh hưởng đến cảnh quan xung quanh, tại sao chúng ta không dựng chúng ngay giữa biển khơi bao la? Trong phóng sự sau đây, xin mời quý vị và các bạn cùng tham quan một mô hình như thế ở Đan Mạch. Grina Đan Mạch, một cấu trúc kỳ lạ đang được lắp ráp ở bến cảng nhỏ gần Aarhus. Thứ trông như cái giá ba chân khổng lồ này thực ra là phần đế của một tua bin điện gió nổi. Nguyên mẫu đang được lắp tại đây và ý tưởng này được phát triển bởi doanh nhân tiên phong về điện gió Henrik Stidol. Lý do chính để xây các trang trại điện gió nổi là nó cho phép chúng ta tận dụng sức gió nhiều hơn đáng kể. Với các tua bin ngoài khơi thông thường, chúng ta cũng có thể đáp ứng nhu cầu điện của thế giới. Nhưng nếu thêm các tua bin nổi, chúng ta có thể đáp ứng gấp 10 lần nhu cầu đó. Các dự án trang trại điện gió nổi hiện đang được phát triển ở nhiều khu vực trên thế giới. Trang trại gió nổi đầu tiên trên thế giới được xây ngoài khơi Scotland năm 2017. Các cấu trúc lớn đến mức chúng cần có độ sâu của nước ít nhất là 80 mét.
Chỉ có ở đó phần móng nổi mới có thể được dựng lên. Mỗi ống được thải xuống với 5.000 tấn dặn để làm đối trọng cho tua bin gió. Các tua bin gió được lắp trên đất liền và được đưa đến phần móng bằng cần cẩu nổi khổng lồ. Khối lượng công việc rất lớn, nhưng sản lượng điện gió cũng vậy. High Queen Scotland là trang trại điện gió có năng suất cao nhất ở Vương quốc Anh trong nhiều năm liên tục. Người Đan Mạch đang hy vọng gặt hái thành công tương tự với chi phí thấp hơn. Nếu muốn điện gió ngoài khơi thực sự trở thành nguồn năng lượng chính trong tương lai thì nó phải rẻ. Ý tưởng của tôi rất đơn giản. Nếu ta xem xét việc tháp tua bin ngoài khơi đã trở nên rẻ như thế nào, tại sao ta không xây móng nổi từ các cấu kiện đúc sẵn và chỉ cần ghép lại với nhau? Và đó chính là cách chúng tôi đang làm. Phần móng có thể được lắp ráp rất nhanh trong cảng vì các đoạn ống không được hàn mà được kết nối bằng bu lông. Thiết kế gồm các hình tam giác làm cho nó rất ổn định. Các cấu kiện mỏng và nhẹ hơn so với ở Scotland. Sau khi lắp ráp, phần móng được đẩy xuống cảng. Tổng trọng lượng của tua bin gió và phao là khoảng 1.200 tấn. Một cái dàn nặng 3.600 tấn được treo bên dưới tua bin gió bằng dây cáp chống mài mòn, cũng có dạng hình tam giác. Cái dàn này được thiết kế để giữ tua bin gió thẳng đứng, kể cả trong những cơn bão mạnh nhất. Sau đó, tua bin gió bắt đầu hành trình đầu tiên của mình. Nó sẽ được kéo từ Greena đến bờ biển Na Uy để thử nghiệm. Trang trại điện gió nổi trong tương lai cũng sẽ bao gồm trạm biến áp nổi để gom lượng điện được tạo ra và truyền vào bờ qua các dây cáp dài. Với đường bờ biển dài, Việt Nam cũng có lợi thế rất lớn để phát triển điện gió nổi ngoài khơi. Bên cạnh bài toán đảm bảo an ninh năng lượng, việc đẩy mạnh phát triển điện gió ngoài khơi sẽ tạo ra những trang trại hải đăng, những con mắt thần giúp tăng cường bảo vệ an ninh trên biển, khẳng định chủ quyền biển đảo của nước ta. Đến đây, chương trình Năng lượng xanh tuần này cũng xin được phép khép lại. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.